Rồi, xin chào mọi người. Sáng nay Trần đang chia sẻ video một cái mai cúc rin mình vừa bấm xe tăng và cách ngắn lại đó mình nuôi dưỡng. Thì cái này nếu anh em cảm thấy giá cả hợp lý và chiều cao kích thước hay là dáng dấp của cây nó vừa mắt với mình thì Trần cũng giao lưu giá rẻ luôn. Bởi vì nói chung là mình bấm xe như thế này nè. Do trước kia là nó các cây cành đó, nó ra từ đây là nó mới có chi cho nên nó dài quá, bây giờ mình bấm mình nuôi đó. Cái này nếu có giao lưu thì cũng báo giá phôi thôi. Rồi hiện tại coi là cái form dân lông cao 70, mình bấm ngay chỗ đây, cắt ngay đây đó. Và thoa keo rồi nha mọi người, đã thoa keo xong hết rồi này, cái vớt keo này đó. Tất cả các vớt cát là để thoa keo hết. Cây cúc rin nha, cây cao 70, hoành thân trình đo dưới này là 14 nha. Cây form dân lân này, thoát thân lên từ 1 này, từ 2 này, từ 3 này, từ 4 này, từ 5 này. Đó, đỡ nem chi một ngọn như thế này này. Cây nó chuẩn, nó dáng coi không. Đây phần dưới củ đế này. Này, cái thước 2 mét này trình ướm chừng vô là mọi người thấy ha. Rồi, cuồng cây đẹp, cây nó da, nhìn da coi là nó da coi này. Rất là da coi. Đó. Không. Thoát thân chỗ cuồng coi là rất đẹp này. Rồi, cái này trình giao lưu nhanh là giá 1 triệu 100 nghìn nha mọi người. Nói chung là mình đã nuôi trồng nó thuần chậu rồi, mọi người chỉ việc mua về mình nuôi là cho nó ra mầm chòi rồi nó cũng đơn giản thôi. Coi như một cái cây nó đã thuần rồi. Không. Rồi, sống khỏe mạnh à, mọi người nhìn cái lá nó này, cục rinh lá gai nha, lá nó có đến cưa này. Trong định cách là nuôi là đó mà nó ra cái chỗ mà cái tay cành đó, từ phần thân chính ra tay cành đó. Chỗ này nó chia ra đây cho nó gần à, các tay cành cành nhánh nó gần giống như cây dẻo bên này này, bên cạnh này không, chia ra nó gần là nó đẹp à. Chứ còn nó vươn dài ra quá thì nó bị lỗi á, nó bị xấu cho nên buộc phải cắt ngắn lại. Cây cục rin nó không cần ghép nữa đâu, hoa 3 lớp rồi, giá 1 triệu 1. Chứ nếu cái này mà đỡ thành phẩm giống như vẫn đợi tây tàng dâm chơi như thế này thì giá cũng gần 2 triệu rồi. Không. Giờ báo giá phôi thì giá 1 triệu 1 là ok ha. Rồi anh em có nhu cầu giao lưu sở hữu cái này thì alo Trần đã sở hữu nha. Rồi xin chào, cảm ơn mọi người xem hết video ạ.